cái gì mà nhờ anh? Đi từ từ thôi, không quên nhìn mặt anh thì em thế. Thế là đi từ từ thôi. Chả hiểu sao lại phải ghen với khách cơ. Ờ, nhưng mà không phải ghen, ghen đúng thôi. Đây, gặp chồng có anh cho anh nên làm không? Có khách anh cho anh như thế. Này nhá, yêu, mọi người bảo bảo yêu. Ghen nước cả đít. Khách mình tôn trọng nó thì mình chào chứ làm sao? Ừ, tôn trọng, thế mà mình không được tôn trọng. Em tôn trọng mà. Mình tôn trọng cũng là khách hơn mình. Dép tin nhắn của khách trước, chồng nhắn tin kệ con mẹ mày. Điêu. Đừng có mà chồng điêu đi. Chồng nhắn tin nè. Nhìn mẹ mày đây, bố mày đang bán hàng. Điêu vừa. Không chuyện đang đi ấm nè. Gầm mẹ mày đây, bố mày đang nói chuyện với khách. Điêu. Chồng đến nhà nè. Mày đéo đủ tuổi thì tao phải chào. Này, thế chồng điêu ấy. Gặp khách, em chào anh đẹp trai. Điêu. Em chào anh. Nhà sông. Em chào anh. Em ngân hiền bà túi đây, em chào anh. Gặp chồng bị mẹ mày rửa tao hai cái bát. Điêu. Cái này cái mặt tôi điêu vừa thôi nhá. Thế không đúng à? Gặp chồng bảo chứ mẹ mày đây quần áo lên giật. Mẹ mày phơi quần áo đi. Chồng đừng có mà điêu cái kiểu đấy. Xong rồi gặp khách ấy. Em chào anh. Bây giờ em chào anh. Nó đi về để em chào anh. Mình vừa mộ toàn là khách thế thì sao? Thế ra chồng đi về sau vợ ông chào chồng em chào anh. Vợ hôn tạm biệt chồng nó. Vợ ơi tạm biệt bảo cứ mẹ mày về đây về làm gì bố mới nhớ. Điêu. Cả thế. Điêu. Cứ bảo em chào anh. Điêu. Ôi dồi ôi anh ngọt quá. Em chào anh. Anh cho em tiền rồi em chào anh. Này nhá, nó xong thì giờ nó mua thứ của mình